Hello, chào em. Rồi. Khỏe không anh? Anh thì khỏe, anh dung dăng dung dẻ đi khắp nơi mà, mày thấy rồi. Dung dân dung dạ, dắt trẻ đi chơi hả? Đến cửa nhà Ủa. chơi hả? Lấy cố lấy máu. Vui về đây được. Về Việt Nam thì nó cuộc khác thì thảnh thơi, không vướng bận gì cả, đi chơi là tuyệt vời. Năm nay anh tròn Thấy bao nhiêu tuổi anh? đúng 70 em. Anh về Nam nhìn trẻ hẳn đó. Thì đó, nó có một cái như vậy nè, có nghĩa là mình phải nói một cái điều thật sự là như vậy. Với là khi ở Mỹ mình thứ nhất là mình buồn, ở thứ hai là mình không được giao lưu, mình ra ngoài đường mình chẳng có ba nói chuyện cả, ra ngoài đường toàn là Mỹ mồng không. Tiểu bang của anh là ít người Việt nữa, mày cũng biết rồi. Rồi xong rồi ở nhà thì buồn, thì đi phụ con, cho con gái thì cũng vậy, xong hết nhà hết việc nó lẫn quẩn, nó giống y chang gì là một cái gì đó mà nó chỉ trong cái dòng lẫn quẩn, cái đi trên đầu ở ở đó đi xuống nhà bếp thì bếp lên thì thế thôi. Thì là vì nó không có cái nó không có cái sự gọi như là thoải mái, rồi con người ta nó cằn cỗi đi. Nhưng mà ngược lại về Việt Nam mình à, thứ nhất là vấn đề cộng đồng, mình là người Việt không, đi ra đường gặp nhau chào hỏi, uống cà phê cà pháo, ăn uống ăn vợ rồi đi chơi, đi du lịch thì thăm thắng cảnh này, con người mình nó phơi phới, tự nhiên con người nó đẻ ra chắc tao không có tài giỏi gì cả, tao chẳng Đúng có xuất rồi, tiên em xuất thấy gì. anh nhìn trẻ hẳn ra anh cầm ơi. Đúng rồi. Nhìn anh còn cỡ 69 à, Mày 70 tệ quá, tao mới 27 à, đâu. trời kỳ Nói chơi chứ anh rồi. cầm hôm bữa em mới gặp quên mới lên trên trên mạng thấy có nguyên một lũ tụi chống cộng. Nó lên 8 đứa. Rồi nó. Lên 8 đứa mà nó thi nhau nó dạy chính phủ Việt Nam cái cách gọi là chống Trung Quốc. Cái chống cách chống Nó Trung buồn Quốc. cười lắm, nó buồn cười lắm. Nghe thấy em phải đi vô bathroom mấy lần. Tại vì Quá. man Mỹ ngày xưa nó có 500.000 quân cộng với lại cái gì? Chư hầu, Đã đọc đọc chứ, đồng minh chư hầu, đồng minh chư hầu, đồng rồi bỏ biết bao nhiêu tiền của chết biết bao nhiêu người bị thương bao nhiêu người còn chưa lật đổ được cộng sản. Mà giờ mấy cái thằng này toàn mấy thằng thất nghiệp không à, ngồi chư hầu. Thì đó, bàn tao mới nhau gì đó. lật Ghê đổ lắm cộng rồi. sản, nó buồn cười quá anh. Thì nó buồn cười mà âm thanh Nghe thúi. Nó nghe nghe giật mình luôn. Việt thua vai thua chơi thua Việt vai. mà nó Việt thua mấy vai. thằng mấy giấy số này, không phải là buồn cười bởi ta mới là toàn là tiến sĩ không gian không à, vậy đó đồ, toàn là nói chuyện không gian không à, Thì đúng đó. buồn cười má Thì tào lao hết vậy. em rồi trên hồi là trên mạng có một cái thằng nào đó nhìn mà nó du cô nó anh, nhìn du cô nó mà nó chửi bậy dễ sợ. Mà nó chửi Hồ Chí Minh. Mà Hồ Chí Minh đâu còn sống đâu mà nó cứ chửi Nó khổ tuổi này, đó. nó cái lập luận của nó là cái buồn cười. Chửi động mà chưa có một cái chế độ nào ở trên thế giới mà cứ chửi mà nó sụp đổ chứ. Chửi nó sao sụp đổ được. Đúng Đúng rồi, không đúng rồi, cái chuyện anh? sơ đẳng nhất là cái chuyện gì mày nói vừa nói không có dùng mà lời chửi mà cái chế độ sụp đổ được. Mày không làm sao, mày không có tay mà mày không có làm sao được. Cái thứ hai nữa, mày xúc phạm bất cứ ở đâu, không phải đất nước mình mà đất nước bất cứ một nước nào, này mày xúc phạm lãnh tụ của một đất nước, làm một cái thằng đó đéo phải là làm những chính trị con mẹ ngu si bỏ mẹ bởi ghen xúc Không, phạm. nhưng mà bây giờ thí dụ như anh có thích Hồ Chí Minh hay là không thích Đó Hồ là Chí không Minh thích, nhưng mà ngồi cứ chửi chửi hoài em thấy vô lý. nó vô lý. Tại sao ngồi chửi tự nhiên chửi Bộ Hồ Chí tự Minh nghĩ là chửi vậy chắc là lật đổ à, trời anh ơi, chửi đúng là bậy. thơ ngay, tụi nó thấy thơ ngay mức độ vậy, người ta không cần bàn cãi của tụi nó bởi vì nó không xứng để mình bàn cãi, có hiểu không, Ừ, khổ anh vậy đó. cầm cái livestream này nó có cho phép lên hơn 2 người không anh? Này lên tới bốn ba người lận, bốn người lận. Ồ, 4 người à? Còn rủ thêm Good Pride kìa.
Thì nó rủ mà nó kêu nó ra ăn cơm, nó ra ăn cơm nó chưa lên được. Chút xíu chờ anh Phượng, anh Peter Phượng đi mua ly cà phê Eleven đó. Đồ, má, ồ, anh Phượng em chưa nói chuyện anh. Rồi chút xíu chờ anh xíu thì anh vô giờ. Đồ, má. Hai đứa này chứ rồi. Không biết nói đâu biết nói chuyện gì. Ừ, không phải. Ông nói để tôi báo cáo. Hỏi gì vậy? Mà nó bắn quá, đừng bắn quá. Để tôi nói, để tôi chờ anh nha. Nhớ tôi ra chim xong anh vô nha. Anh vô anh báo cáo nha. Làm tờ chương trình để tôi ký. Báo cáo rồi. Chả nói vắng anh bây giờ. Đủ nó quậy quá. Đủ quá. Sao anh không rủ anh Phượng về Việt Nam anh? À, thì nói cho có trước rủ rồi. Nhưng mà anh Phượng nói anh sẽ về. Trong lúc mà trước khi mà tao trở về bến thì tháng 9 anh về mà. Anh có hẹn rồi. Mua vé lâu rồi. Tháng 9 về. Mà anh không chủ động được thời gian là bởi mẹ. Lý do tại sao? Bà xã anh mua. Bà xã dắt tiền đi mua. Mua mẹ nó hai vợ chồng mua luôn. Đi về luôn. Thì bảo định ngày bà làm luôn. Cái ông đưa cho ổng. Ông nói rồi. Về tôi đổi ngày không có được. Thế thôi. Tất nhiên là tháng 9 anh về. Cho phép em để cái phone chúng nha. Cầm mỏi tay quá anh ơi. Mà để đi. Để đi. Muốn để đi. Yeah. Ừ. Ok. Mà sao đâu. Đem đề tài nói chữ chọc mấy ăn cờ vàng cho em. Chọc cái gì. Bây giờ tụi nó thuộc cái dạng kia mà điên khùng hết rồi. Tao nói thẳng bị nó bây giờ nó không có một cái gì đề tài để mà nó nói cả. Cái gì. Tao thì tao cũng thèm không. Tánh tao là tao không có thèm đối chối với tụi nó. Tao không có cãi lộn gì đó. Nhưng mà mày nói cũng giống như người tao đi xuống Mỹ Tho đó. Thì nó nói ở Việt Nam mình dân quan rồi mất đất tiền kia các cái rồi mà tao xuống Mỹ Tho tao thiếu tao em có cái này tính nói anh à. Em có coi thấy một cái con nhỏ nào cái mà cái biết nó tên gì mà nó cũng chống cộng ghê lắm mà nó mới sang tới Mỹ, nó mới sang từ tới Mỹ nha. Để anh coi nó con nhỏ đó. Chào con, chào lại tất cả mọi người ở diễn đàn nha. Ai? Mà em không biết tên. Nhưng mà sao nó cũng được đi Mỹ. Thì nó nói là bên Mỹ là làm chủ một cái nhà vĩnh viễn. Tào lao. Rồi, tao có gì vậy? Gì kì vậy? Anh Phượng, anh gửi... Bị vang anh ơi. À hả? Bị vang, em cúp nha. Chắc anh Phượng gửi. Rồi, xuống lên lại. Okay, xuống,